Kính thưa quý vị, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 30. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận, Đảng ủy, Ban Thường vụ Tổng cục Cảnh sát đã vi phạm nghiêm trọng quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để một số cán bộ lãnh đạo tổng cục và cục cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao C50 tiếp tay bao che cho tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet diễn ra trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ, trong hoạt động điều tra, xử lý một số vụ án và trong thực hiện một số dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị, để một số tổ chức đảng và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm pháp luật. Trong đó có ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra và ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Đảng ủy viên Đảng ủy, Tổng cục Cảnh sát, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng C50 bị khởi tố, bắt giam và khai trừ ra khỏi Đảng. Các đồng chí Trung tướng Nguyễn Công Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng, Trung tướng Nguyễn Văn Ba, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng, Thiếu tướng Lê Đình Nhường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra C44, Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, nguyên Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát C53 và Thiếu tướng Nguyễn Đức Thịnh, nguyên Đảng ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế C46 cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy tổng cục, chịu trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của cơ quan đơn vị với cương vị là người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng kết luận vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát và các đồng chí nêu trên làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và ngành công an, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Các đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Trang, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Đại úy Nguyễn Chí Trung, Phó trưởng phòng thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã vi phạm các nguyên tắc và quy định về hoạt động tố tụng hình sự đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Chu Hảo, Giám đốc Tổng biên tập Nhà xuất bản Tri thức, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Với cương vị là Giám đốc Tổng biên tập, đồng chí Chu Hảo chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm luật xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy. Từng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng chí đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Vi phạm khuyết điểm của đồng chí Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Tại kỳ họp xem xét thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với đồng chí Thiếu tướng Phan Tấn Tài do trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đã ký hợp đồng chuyển nhượng hai khu đất quốc phòng do Quân khu 7 đang quản lý sử dụng cho doanh nghiệp khi chưa thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với đồng chí Hồ Thị Lệ Hà, tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện; đồng chí Võ Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hướng Hóa; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa nhiệm kỳ 2015-2020 về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 29 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Cũng trong kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận kiểm tra tài chính đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.